Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lòng Chim Minh Ống Mít. Thì trước mặt mọi người đây, một cây lòng chè lửa, chè già, siêu to nha mọi người, rất là to rồi. Cây này là 110 nang. Nếu mà anh em chơi chè lửa mà tầm 26, 27 đuôi thì vô cây này là quá ok nha mọi người. Về hình thức thì đây là mẫu chè lửa full tre, tre già nha mọi người. Tan trơn, chân, cửa, bọ và các cái cửa sổ thì là bên mình chạm tùng hạt, lòng thủng. Chút nữa mình sẽ đi vô gần cho mọi người coi. Đây, tùng hạt, lòng thủng đi luôn khỏi rồi chút nữa. Đây, đây là về hình thức. Chân, chạm hạt, lòng thủng, cửa, hạt. Và các cái cửa sổ đây cũng là chạm hạt. Vanh thì là viền âm dương, cũng như các cái vanh lọc thì là vanh trúc, mắt trúc ha. Còn chất liệu của cái lồng này là full tre, full tre già đẹp. Còn đây là cửa trên. Do những cái lồng này cái size nó quá lớn cho nên mình thường làm nóc đôi nha mọi người. Những cái lồng này mà nóc đơn á, nóc đôi là ở ngay đây nè. Mọi người thấy có một cái lớp nang dày hơn ha. Thứ nhất là chim nó cũng ít đút cái cổ ra ngoài là một, cái thứ hai nữa là nó làm cho cái lồng nó thêm phần chắc chắn. Và những cái lồng bự như thế này thì phải làm nóc đôi nha mọi người, nó mới chịu được. Dao, mắt chúc, rồi nậm, cũng như là bánh tiêu, các cái vành nóc, tất cả là full tre già vài đôi. Về kích thước thì cái lồng này đường kính nó tới tầm 70 cm nha mọi người, và chiều cao của nó cũng khoảng tầm 70, rất là to. Nếu mà anh em chơi lửa đuôi dài thì quá ok cho cái mẫu này. Và bây giờ mình sẽ quay nhẹ qua bên hông một chút. Thì bên mình nhận làm sai lồng chè lửa từ 68, những con đuôi ngắn, cho tới 72, 76, 80, 84, 88, 90, 92, 96, 100, 110. Thì này là hết cỡ bên mình rồi ha. 110 này lòng rất là bự rồi. Thì mọi người cần thì nhắn trực tiếp cho mình ha. Thì mình sẽ gửi mẫu và giá cụ thể cho mọi người ha. Lòng rất là nhiều và mẫu rất là nhiều. Nếu mà mọi người cần sai theo yêu cầu đó, thì mọi người cứ đặt làm thì trong khoảng thời gian 2 đến 3 tháng thì sẽ xong. Rồi mình sẽ giao cho mọi người ha. Đây là phần bờ chạm hạt này. Mẫu này nó to nhưng mà do nó chạm thủng cho nên nhìn nó cũng thanh, chứ nó cũng không có dày lắm đâu mọi người. Lòng rất là đẹp và đang có sẵn tại Lòng Chim Minh Ống Mít. Thì mọi người quan tâm vui lòng liên hệ với mình. Cái website là minhongmit.com nha mọi người, hoặc là cái fanpage là Lòng Chim Minh Ống Mít. Mọi người cũng có thể liên hệ qua Zalo, số điện thoại Minh 0914585838 để mình gửi hình cũng như giá cho mọi người một cách nhanh nhất nha. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.